ra 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 lẹ 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 làm cái gì mà lén lút vậy? Em nói nhỏ lẹ lẹ chứ không kịp lẹ lẹ. Anh hoàng hôn. Cái gì cậu gọi ai? Cái gì cậu gì trời, anh nói gì kỳ vậy? À, bé gọi ai? Anh Bình Minh. Trời, Bình Minh hoàng hôn riết nó lộn. Sao, có chuyện gì? Nói mau. Em canh chị Kỳ Duyên đi thay đồ rồi em mới đám kia bên ra đó. Chuyện gì? Nói nhỏ nhau nghe, đừng có nói ai nghe chưa. Mày mốt bút show MC á, kêu em gạt bà Duyên ra đi. Thiệt, kêu em trẻ hơn mà rẻ hơn nữa. Không bao giờ. Sao vậy? Không bao giờ. Gì vậy? Tại vì Kỳ Duyên là người bút show nhiều tranh. Vì Kỳ Duyên có duyên, quan trọng là duyên đẹp. Anh ra đây em nói anh nghe này nè. Anh đừng có làm em thổn thức nha. Bây giờ cái đẹp nó xưa rồi anh. Cái đọc nó mới lạ, anh hiểu không? Em không đẹp mà em đọc. Em không hay mà em hiếm đó. Anh hiểu không? Em nè, yêu em không em nói thiệt. Em nói anh nghe rồi, rồi anh tuổi thân nha. Anh đứng kế Kỳ Duyên đẹp đúng không? Anh là người đẹp, Kỳ Duyên người đẹp. Mà quan trọng là Kỳ Duyên đẹp hơn. Bởi anh đứng kế anh U mờ. Anh đang là Bình Minh cái xuống màn đêm, anh hiểu không? Anh đứng kế bên em cái sắc đẹp mà dạng mà phẫu thuật thất bại như em nè đó. Anh hãnh diện hơn mà anh tự tin hơn đó. Vậy em có những cái chiêu gì nữa không? Nghe chiêu thép thuyết phục không nào? Anh ơi em chiêu nhiều lắm, bây giờ em làm cái gì cũng được. Anh nói bây giờ ra mà câu giờ chẳng hạn vậy đi ha. Em ra em nói em kể chuyện vui, em làm hài, em ca, em hát, em múa lửa, nhảy sạp, nhảy gáo, nhảy mâm, nhảy chén, nhảy lu, nhảy bụng, em làm cái gì cũng được, bất kể cái gì anh yêu cầu. Please order me. Em đúng là một cô gái. Cảm ơn anh. Nhan sắc giới hạn mà thủ đoạn em thì vô biên. Thôi được rồi. Bây giờ cái đó là cái kêu đơ đó anh. Dạ đơ. Bây giờ được rồi. Bây giờ anh sẽ cho em một cơ hội. Đó, đó. Nha. Mừng cho em cơ hội để thể hiện và khẳng định mình. Bây giờ em giới thiệu cho anh một bài hát đi. Em giới thiệu bài hát em được phép phải không? Vâng, được phép giới thiệu bài hát có tựa đề là Nỗi lòng người tha hương. Nỗi lòng người tha hương phải không? Vâng. Bây giờ em giới thiệu cho một thuyết phục không? Nếu mà thuyết phục, anh sẽ theo em. Hứa nha. Rồi, bắt đầu. Nhớ gạt Duyên ra nha anh. Dạ. Duyên không bằng ly đâu. Dạ. À, bây giờ giới thiệu mà bình thường quá thì khán giả tâm có vỗ tay, em làm thơ tại chỗ nó mới dễ sợ. Quan Lê người Huế phải không anh? Em nói giọng Huế luôn nha. Dạ. Dạ, kính chào quý vị. Dạ thưa quý vị, đêm trăng sáng như gương, ai không được chồng thương, xin lắng nghe bài hát Nỗi lòng người tha hương. Ủa sao kỳ vậy, giới thiệu đọc thơ không liên quan bài hát là sao? Anh nói sao mà không liên quan? Anh không cảm nhận được cái liên quan của em chứ khán giả ta cảm nhận được ta mới vỗ tay. Cái chữ ương đó anh, ương, ba cái chữ nó dính nhau là liên quan chữ ương rồi đó. Dạ. Như vậy là có liên quan? Liên quan được đó anh. Chắc chắn không? Dạ. Vậy thì xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Nỗi lòng người tha hương có phần thể hiện của ca sĩ Quang Lê và Duy Mạnh. Xin lỗi. Lành dễ sợ luôn. Đêm đêm tôi nằm ôm nỗi buồn, nhìn về xa xưa với những tháng năm tuổi thơ. Ôi quê hương của tôi mái chèo, chiều về đó đưa tôi qua dòng sông mát trong. Đêm đêm tôi nằm ôm nỗi buồn, trượt dòng lệ tuôn khi nhớ đến cha mẹ tôi. Bao nhiêu năm xa trôi xứ người, cuộc đời tha hương tôi luôn ước ao hạnh phúc. Tôi ước ao một mai trở về thăm cố hương, tìm lại bóng dáng xưa bấy lâu nay không gặp. Bạn bè thân của tôi chắc gặp nhau rất vui, kỷ niệm ngày xưa đó tôi không bao giờ quên. Tôi ước ao một mai trở về thăm bến xưa,
dòng sông vẫn mát trong, luôn mong tôi quay về. Mẹ cha yêu của tôi chắc giờ đang rất mong. Tôi là người hạnh phúc nếu như được trở về. Đêm đêm tôi nằm ôm nỗi buồn, nhìn về xa xưa với những tháng năm tuổi thơ. Ôi quê hương của tôi mãi trèo, chiều về đó đưa tôi qua dòng sông mát trong. Đêm đêm tôi nằm ôm nỗi buồn, chợt dòng lệ tuôn khi nhớ đến cha mẹ tôi. Bao nhiêu năm già trôi xứ người, cuộc đời tha hướng tôi luôn ước ao hạnh phúc. Tôi ước ao một mai trở về thăm cố hương, tìm lại bóng dáng xưa bấy lâu nay không gặp. Bạn bè thân của tôi chắc gặp nhau rất vui, kỷ niệm ngày xưa đó tôi không bao giờ quên. Tôi ước ao một mai trở về thăm bến xưa, dòng sông vẫn mát trong, luôn mong tôi quay về. Mẹ cha yêu của tôi chắc giờ đang rất mong. Tôi là người hạnh phúc nếu như được trở về. Tôi ước ao một mai trở về thăm cố hương, tìm lại bóng dáng xưa bấy lâu nay không gặp. Bạn bè thân của tôi chắc gặp nhau rất vui, kỷ niệm ngày xưa đó tôi không bao giờ quên. Tôi ước ao một mai trở về thăm bến xưa, dòng sông vẫn mát trong, luôn mong tôi quay về. Mẹ cha yêu của tôi chắc giờ đang rất mong. Tôi là người hạnh phúc nếu như được trở về. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quang Lê cảm ơn Duy Mạnh rất nhiều. Quang Lê rất vui hôm nay được nam ca nhạc sĩ Duy Mạnh tham gia trong chương trình live show của mình. Cái lý do mà Quang Lê muốn mời Duy Mạnh rất là đơn giản. Quý vị chắc còn nhớ một bài hát mà Quang Lê rất yêu quý. Thì cách đây vài năm, khi mà Quang Lê đến một cái phòng thu, Quang Lê tình cờ nghe chị Như Quỳnh mở cái bài hát này. Thì nghe xong thì Quang Lê thích lắm. Và Quang Lê về, Quang Lê nhẩm đi nhẩm lại cái bài hát này. Nó có cái câu là: người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm. Quang Lê nghe rồi Quang Lê đi ra tiệm, Quang Lê nói tôi muốn mua cái CD này nè. Mua về nghe, nghe đúng 100 lần. Sau đó rất là thích bài hát này, rồi xin tác giả để cho mình được hát. Cho nên đó là cái lý do ngày hôm nay mà Quang Lê mời anh Duy Mạnh tham gia trong chương trình live show của em. Xin cảm ơn rất nhiều. Duy Mạnh xin cảm ơn Quang Lê rất nhiều. Và cho Duy Mạnh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả có mặt trong buổi diễn ngày hôm nay. Duy Mạnh rất là hạnh phúc và rất là vinh dự khi Quang Lê đã mời Duy Mạnh tham gia trong chương trình live show lần này. Và Duy Mạnh xin chúc cho Quang Lê có thật nhiều sức khỏe và có một đêm diễn thành công. Và mong tất cả quý vị khán giả sẽ dành cho Quang Lê thật là nhiều tình cảm và ủng hộ cho Quang Lê. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn Duy Mạnh. Xin cảm ơn. Và bây giờ để liên tục chương trình thì Quang Lê mời quý vị nghe một bài hát Quang Lê rất yêu quý từ nhiều năm qua. Và bài hát này Quang Lê phải dày công khổ luyện lắm. Thì hôm nay mới trình diễn được cho quý vị. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc nổi tiếng của cố nhạc sĩ Bắc Sơn, nhạc phẩm mang tên Sa Mưa Dông. Thank you.
dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài, giọt buồn giọt tuổi đêm ngày, cây cột mẹ rui mái lá nghèo cũng đừng dột xiêu. Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dây bầu mây còn không héo, mấy mưa dầm mây lại héo dày. Cha ơi sao cha chưa về nhà, trên bếp dưới vắng tanh, đời dưới trong mỗi mòn, ngoài kia mưa dầm cha còn dầm mưa, tàn cơn mưa dầm mẹ gần về chưa. Trời xa mưa giông cho mưa heo gió mèo cây cầu, cha bắt qua sông để mẹ về, nước tuột nuột dây. Trời xa mưa giông thua buồn, con bãi đưa đò cũng lạnh lùng, bỏ mặt dòng sông nên không có chuyến đò nào đưa. Trời còn ngàn năm cứ mưa hoài, để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè, con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lên trên giàn bầu, mẹ trồng cha hai bữa cơm nghèo, chén canh cá cắm cầu. Trời xa mưa giông cho mưa heo gió mèo cây cầu, cha bắt qua sông để mẹ về, nước tuột nuột dây. Trời xa mưa giông thua buồn, con bãi đưa đò cũng lạnh lùng, bỏ mặt dòng sông nên không có chuyến đò nào đưa. Trời còn ngàn năm cứ mưa hoài, để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè, con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lên trên giàn bầu, mẹ trồng cha hai bữa cơm nghèo, chén canh cá cắm cầu. Thế nào tia nắng cũng trên giang bầu, mẹ trồng cha hai bữa cơm nghèo, chén canh cá cắm cầu. Mẹ ơi, nhớ những ngày còn bé thơ, được ngủ giấc trên tay rồi ngủ trên nôi vàng, ngủ giọng đông đưa. Lớn lên mẹ nghèo ngủ vạt giường tre, đôi lúc ngủ quên nơi trái hè góc bếp. Vào đời ngủ lăn ngủ lóc, nhiều khi nơi chiếu đất màn trời. Bây giờ bạc tóc phong trần,
lại mơ được về ngủ bên chân mẹ. Bởi vì chừng nơi đó từng nhịp đông đưa nhịp nối tiếng giông buồn mẹ ơ âu ơ ơ âu âu ơ hơn nữa dòng thế kỷ đã qua con còn khóc hò ơ tiếng tu hoa nằm trên gối mẹ trong mùng da hò ơ khói bếp sông lên hò ơ ấm mái nhà có nhiều khi đau nhói ở trong tim lòng mẹ dòng suối núi đôi đôi núi mẹ sẽ giả áo mãi thêm tà lột mà mùi thơm khai sánh tỏ hương trầm vì bởi thương con nên mẹ quên thân mẹ nên khi hớt xưa thân ai biết bao nhiêu mẹ đẹp như tiên và con chưa biết buồn còn đâu ngày xanh của mẹ qua thời gian bây giờ mẹ đã 80 rồi xuồng tàn cưa ghé mấy bên đời khói đốt đồng mờ che xóm cũ và ngày xanh của mẹ ngày xanh ấy sớm tàn tàn phai nếu chiều hôm cơn xanh đừng rơi chiếc lá vàng thà con mòn mỏi để mẹ được bình an tóc trắng bông gòn màu tuyết phủ tuổi già như bóng xế hoàng hôn máu khô sữa càng chân mò mâm vẫn sống hầm hi kiếp mỏi mòn em gái có chồng đi tứ xứ con trai thì đứa chết đứa lông đông mẹ nuôi con biển hồ lai lang tình vẫn sâu dù máu càng dòng Tết nay con ngủ bên chân mẹ một cô thủ già bên góc khô con ngỡ trở về thời bú mớm để nghe bên thềm giăng xót biết bao nhiêu suốt
đêm nước mắt tràn bên gối, bếp khói khuya buồn, bếp khói khuya buồn cùng hắt hiu. Có còn chẳng nơi đó dấu chân xưa, thuở mẹ ngân nga lời ru con ong màu. Đâu đó mù u con ngủ thiệt lâu, hết tết con về nơi chợ búa, bỏ thân cô thụ lại giữa mùa đông. Mẹ ơi ai biết còn mấy tết bao mùa bớt. Con ngủ bên chân mẹ nữa không? Con ngủ bên chân mẹ nữa. Xanh nhuộm bạc tháng ngày, mẹ tôi đau buồn nặng chiếu đôi vai, bao năm nuôi đàn trẻ thơ nhỏ dại, cầu mong con mình có một ngày mai. Mẹ tôi nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn, mẹ tôi mỉm cười nhìn bóng con ngoan, không than không phiền dù lắm hoàn nan, lòng tin con mình xứng thành người dân. Chiều bên liếc lều tranh, mẹ tôi đứng đợi đàn con, trước gió tóc trắng lúa xòa, đôi mắt dịu hiền như bể tình. Mong ước ngày sau đàn con xứng thành người dân, nhưng nay con đã nên người thì nay còn đâu ba mẹ hiền xưa. Đốt hương tưởng niệm trước mộ, nhìn khói đau lòng tưởng nhớ năm xưa, công ơn sinh thành ngày nào đền
Với tôi cay đắng tôi hơn. Lúc tôi cười mẹ còn vui hơn. Cả cuộc đời của mẹ là con. Mẹ tôi bước với tôi những bước chân đầu. Té tôi đau mẹ gấp trăm lần. Lúc tôi cần là mẹ bên tôi. Lớn khôn rồi ngỡ còn trong nôi. Mẹ ơi, con lớn lên giữa một vòng tay. Nhưng yêu thương con chưa thiếu một ngày. Lúc vui buồn của một phút con trai. Mẹ là cha mà con mơ tìm thấy. Vất vả ngược xuôi cho hôm nay con hát giữa mọi người. Sau ánh đèn con chỉ có mẹ thôi. Cảm ơn mẹ hy sinh cả cuộc đời. Trời đổ mưa từng hạt rơi, gác nhỏ đèn le lói bóng dáng in trên tường lòa. Anh gối tay tôi để ôn chuyện xưa cũ, gói trọn trong tôi nhớ. Tôi muốn hỏi có phải vì đời chưa tròn vòng tay? Có phải vì tâm tư giấu kín trong thư còn đây, nên những khi mưa nửa đêm làm sáng xuống giấc ngủ chưa đến tìm. Ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai, cành dài nghe bùi ngùi. Mưa lên phố nhỏ có một người vừa ra đi đêm nay, để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi. Khi chót gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên. Tôi thì
biết đi trong niềm vui và đêm giật những giọt mưa cuối cùng. Mưa nửa đêm, mưa vào gác nhỏ, mưa lành vào tim. Nằm nghe cô đơn thoáng bước trong buồn, giá buốt về tìm sao rơi gối đêm. Nhà vắng mang nhiều cay đắng xua hồn đi. Ai cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộng? Tôi xin dâng vòng tay mở rộng và đón người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi. Nhưng biết chỉ là mơ nên lòng nức nở, thương còn đi yêu thì chưa đến. Tên gọi tên tình chưa đổ bến, biết nghèo mô mà tìm. Nằm nghe cô đơn thoáng bước trong buồn, giá buốt về tìm sao rơi gối đêm. Nhà vắng mang nhiều cay đắng xua hồn đi hoang. Ai cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười? Tôi xin dâng tình tôi trọn đời. Người ơi người xin đừng e ấp làm tim nghẹn ngào. Tôi xin dâng tình tôi trọn đời. Người ơi người xin đừng e ấp làm nghẹn ngào tim tôi. Nguyên Lê, Quang Lê xin giới thiệu. Kính thưa quý vị, có thể là quý vị biết Quang Lê rồi, nhưng mà Nguyên Lê thì chưa bao giờ cả. Cho nên hôm nay lần đầu tiên Nguyên Lê trở lại quê nhà và ra mắt quý vị trong cái show này, thì Nguyên Lê cũng run lắm. Và Quang Lê cảm thấy là bây giờ Quang Lê đã có một người để cạnh tranh rồi đó. Mặc dù là ở trong nhà anh em, nhưng mà ra trường cạnh tranh Quang Lê là Quang Lê hận liền à. Dạ, cho nên mà cái điều em hận nữa là ổng ốm hơn em tức lắm. Ở nhà ổng bắt em ăn cho cố vô à, để ổng ra đường ổng đẹp hơn em à. Nhu nhớ nha, đừng chơi ác nha. Rồi muốn nói lời gì bà con nói đi. Và Nguyên Lê cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Và cũng mong rằng trong những ngày sắp tới thì quý vị thương Quang Lê bao nhiêu thì cũng dành cho Nguyên Lê một chút xíu. Xa nhau chưa bao lần gặp lại,
kỷ niệm ngày xưa, sao nói hết cho vừa. Anh ở phương xa, tôi người nơi xứ lạ. Cuộc đời đổi thay, cho mình thương nhớ ai. Kể chuyện ngày xưa, bao năm dài miệt mài. Mình ngồi bên nhau, chưa dám nói nên lời. Thương tiếc cho nhau, hai tâm hồn thơ dại. Để rồi xa nhau, mang nặng mối tình sâu. Tôi ngồi một mình ôn lại chuyện ngày xưa mà lòng nghe vẫn vương. Mơ sao tiếng hát câu hò thương người em nhỏ bây giờ. Cờ hôm nay tôi nghe lòng hoang dại, gặp lại người xưa bao năm tháng mong chờ. Đau xót cho ai bây giờ em xa lạ, đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè thôi. Ngày xưa bao năm dài miệt mài, mình ngồi bên nhau chưa dám nói nên lời. Thương tiếc cho nhau, hai tâm hồn thơ dại. Để rồi xa nhau, mang nặng mối tình sâu. Đêm nay tôi ngồi một mình ôn lại chuyện ngày xưa mà lòng nghe vẫn vương. Mơ sao tiếng hát câu hò thương người em nhỏ bây giờ ở đâu. Tình cờ hôm nay tôi nghe lòng hoáng dại, gặp lại người xưa bao năm tháng mong chờ. Đau xót cho ai bây giờ em xa lạ, đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè thôi. Đau xót cho ai bây giờ em xa lạ, đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè thôi. Trước tiên là Maggie xin trân trọng kính chào quý vị đang xem live show Quang Lê ở trong rạp ở đây, và xin kính chào quý vị khán giả toàn thế giới đang xem cuốn DVD live show của Quang Lê. Gửi lời chúc đến quý vị luôn được nhiều sức khỏe và nhiều hạnh phúc, và xin chúc cho Quang Lê luôn được khán giả yêu mến suốt cái cuộc đời của Quang Lê, và cũng xin quý vị yêu mến Maggie Huy luôn nha quý vị nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ông bà ta nói ở đời muôn sự là của chung, cho nên khán giả yêu ai được thì cứ yêu hết trơn giùm em nha. Cảm ơn. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin cảm ơn mọi người. Em từ đây có một mình thôi. Thì chuyện thương. Tại sao lại để một người đẹp như thế này trong vũ trường một mình cơ chứ nhỉ? Thì cũng tại một người đàn ông tàn nhẫn thôi. Còn anh? Anh cũng đi có một mình. Vậy thì anh ngồi xuống. Cảm ơn em. Anh có chuyện buồn à?
Sao em biết anh buồn? Thì thấy anh có vẻ có tâm sự. Buồn lắm. Buồn lắm em à. Tự nhiên anh phát hiện ra vợ mình nó có bồ. Chuyện đó mà anh cũng buồn. Còn em, em phát hiện ra bồ em đã có vợ. Hả? Mà anh biết không, tới con vợ thứ ba em mới biết. Xém tí nữa em là con vợ thứ tư rồi. Như vậy là em còn bi kịch hơn cả anh nữa. Bởi hai ông nội bà nội rắc dắt nhau ra nhảy liền đi, kêu có một ly nước ngồi 8 tiếng hồ. Nhảy liền rồi đi về giùm tôi đi trời. Thôi thì thôi thì đêm nay hai con người cô đơn gặp nhau, vậy thì chúng ta không phải hát bài đời tôi cô đơn nữa. Vậy cho phép tôi thay mặt cho... bà Duyên cho phép luôn, nó ra nhảy liền đi. Còn bài cuối tôi đóng cửa rồi đó ông nội. Dạ dạ em cảm ơn chị. Má này dữ dễ sợ luôn á. Trời đất ơi nó chửi kìa trời. Cho phép anh mời em nhảy bài Đêm Vũ Trường. Đêm vũ trường, anh đón em, mình nép vào nhau dưới hoa đèn màu, mình lướt nhẹ theo tiếng ca ngọt ngào, nụ hôn đón chào. Thế gian đầy mê say, nhưng thế gian thường chê bai, đời còn gì đâu ngoài câu vô nghĩa lúc ta buông lời vọng. Vũ trường có em đây, rót ly rượu đầy anh uống cho say. Với em dĩ vãng là mơ, tương lai nào chờ. Từng đêm đường vắng mưa khuya, từng đêm về với cô đơn. Thấy em lặng lẽ từng đêm vẫn son nhạt nhòa, lặng lẽ từng đêm khói bay mịt mờ ngồi nơi vũ trường. Biết em còn yêu anh hay biết sau này xa nhau. Đừng làm khô thêm, đừng xem em như cánh chim hoang bay về đêm. Vũ trường, anh đón em, mình nép vào nhau dưới hoa đèn màu, mình lướt nhẹ theo tiếng ca ngọt ngào, nụ hôn đón chào. Thế gian đầy mê say, nhưng thế gian thường chê bai, đời còn gì đâu ngoài câu vô nghĩa lúc ta buông lời vòng tay. Vũ trường có em đây, rót ly rượu đầy anh uống cho say. Với em dĩ vãng là mơ, tương lai nào chờ. Từng đêm đường vắng mưa khuya, từng đêm về với cô đơn.
gì khi thấy em lặng lẽ từng đêm vẫn son nhạt nhòa, lặng lẽ từng đêm khói bay mịt mờ ngồi nơi vũ trường. Biết em còn yêu anh hay biết sau này xa nhau, đừng làm khô thêm, đừng xem em như cánh chim hoang bay về đêm. Biết em còn yêu anh hay biết sau này xa nhau, đừng làm khô thêm, đừng xem em như cánh chim hoang bay về. Quý vị, một tràng tay cho mời các vị Thanh Loan. Vàng trước ngõ tường thật là cao, có xây leo kim rào. Nhà anh cuối con đường ngoài ô, bánh cửa đèn dầu thấp, gió lùa vào từng đêm. Tuổi em cũng như hoa mới nở, vạn người thầm mong được đưa đón chân em. Xót xa anh còn chẳng tay hoài, xanh đèn nở chưa rực nên lần đần chuông chuyên. Đôi ta đứa đầu sông cuối sông, bao nhiêu cách trở mình em. Lòng mình bâng khuâng muốn ngỏ lời cùng ai, nghĩ rồi câm nín hoài. Chiều nào pháo bay đầy trước ngõ, tạ từ thơ ngây sáng hoa đi lấy chồng. Đường quên bóng bay giờ buồn tênh, mỗi khi chiều dần xuống thấy lòng mình ngẩn ngơ. Ngày xưa tiếng sao mình không ngỏ, để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn. Ván kia bây giờ đóng thuyền rồi, có còn chi đâu nữa, thôi đành hẹn trong mơ. Chờ mình em ơi, đôi khi thấy lòng mình bâng khuâng muốn ngỏ lời cùng ai, nghĩ rồi cầm nín. Chiều nay pháo bay đầy trước ngõ, tạ từ thơ ngây sáng hoa đi lấy chồng. Đường quên bóng bây giờ buồn tanh, mỗi khi chiều dần xuống thấy lòng mình ngân. Ngày xưa tiếc sao mình không ngỏ,
để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn. Ván kia bây giờ đóng thuyền rồi, có còn chi đâu nữa, thôi đành hẹn trong mơ. Ván kia bây giờ đóng thuyền rồi, có còn chi đâu nữa, thôi đành hẹn trong mơ. Là chúc sức khỏe, là chào sức khỏe, rất cảm ơn. Kính chúc chú Quang Lê cũng như anh em nghệ sĩ trong chương trình hôm nay, kính chúc chú Quang Lê được thành công hơn nữa trong live show này cũng như những live show sắp tới. Cảm ơn Thái, cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn và xin tạm biệt quý vị, xin mời rất nhiều. Và để liên tục chương trình, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Tình Lỡ với tiếng hát của nữ ca sĩ Lệ Quyên. Vì ta quá mong manh, có
sâu trong tâm tư, mắt lệ mờ hoen dưa âm xưa. Một vòng trong vỡ đã thôi không theo nhau, cuộc tình đã lỡ còn hiu hắt cơn sầu không nguôi. Con đường mình đi sao trông gai, bước vào đời nhau bao lâu nay. Anh ơi sao đắng cay, thôi đành vui sâu tâm tư thôi. Hết rồi còn chi đâu anh ơi, hết rồi còn chi đâu anh ơi. Thôi đành vui sâu tâm tư thôi, hết rồi còn chi đâu anh ơi, hết rồi còn chi đâu anh. Quyên hát như thế này, Lê Quyên này, có thể chia sẻ đôi chút cảm giác của mình được không? Mình được biết là dòng nhạc của Quyên với Lê có khác nhau. Vậy thì có khó khăn gì không khi mà hai người cùng hợp tác? Dạ, trước khi mà Quyên chia sẻ một ít phút với Bình Minh trong đêm nay thì xin được cảm ơn một lần nữa những tràng pháo tay yêu thương của quý vị thật nhiều đã dành cho nhạc phẩm Tình Lỡ của nhạc sĩ Thanh Bình mà Quyên vừa thể hiện. Xin cảm ơn quý vị. Anh Minh biết không ạ, và cũng thưa tất cả quý vị, hôm nay là chương trình của Lê, chắc chắn sẽ là một buổi tối mà Lê tỏa sáng trong lòng tất cả quý vị. Đối với Quyên thì giọng ca của Lê là một giọng ca trữ tình rất đặc biệt. Quyên thì thực ra là khi bắt đầu theo nghề thì chọn nhạc trẻ để đi theo, nhưng thực sự nhạc xưa và những ca khúc trữ tình xưa cũ là niềm đam mê thì Quyên hát còn từ thuở nhỏ. Có thể nói là Quyên hát nhạc xưa còn trước cả nhạc trẻ nữa. Và đặc biệt với Quang Lê thì Quang Lê là một giọng ca mà Quyên đặc biệt yêu thích. Ở trong Lê có tất cả những cái gì rất truyền thống nhưng ngược lại cũng rất mới mẻ. Đó là cái điều mà rất là khó gặp ở những ca sĩ hát nhạc trữ tình. Cho nên là chính vì vậy Quyên rất thích giọng hát của Quang Lê và cũng thật là hạnh phúc là Quyên cũng có thể thể hiện mình một phần nào với dòng nhạc xưa, cho nên có lẽ hôm nay mới có sự kết hợp này. Vâng, đấy là dòng nhạc. Còn bây giờ mình hỏi đến con người Quang Lê đây. Đối với Lệ Quyên được song ca rất nhiều cùng với các nam ca sĩ rất là đẹp trai đúng không ạ? Vậy hôm nay tại đây song ca chung với cả Quang Lê, cảm giác của Lệ Quyên thế nào? Đầu tiên là nếu nói về cảm giác thì rất là thú vị. Một lần nữa Quyên được trải nghiệm với một giọng ca thực sự rất là xuất sắc. Và khi mà song ca với Lê thì có một cái điều là có lẽ cái chất tự tình, chất quê hương ngọt ngào ngấm vào con người của Lê lúc nào đó. Cho nên là khi hát với Lê, Lê có một cái gì đó rất là ngọt ngào và dịu dàng. Khi mà bất kỳ, Quyên nghĩ rằng là bất kỳ ca sĩ nữ nào hát với Lê cũng cảm thấy giống như là mình được chăm sóc, mình được chia sẻ và được hết mình. Và đặc biệt nữa là được hát một giọng ca như vậy. Cho nên là hy vọng hôm nay cái phần biểu diễn của Quyên và Quang Lê ít nhất cũng làm cho anh Minh cảm thấy thú vị, cũng như là quý vị sẽ cảm thấy hài lòng. Vâng, vậy thì ngay bây giờ đây, xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự trở lại của ca sĩ Quang Lê. Tỏ tình ta mến nhau, nhiều đêm ngắm
sao mà ước duyên mình bền lâu, suốt đời tình khắc sâu. Nhớ thương đầy vui mộng thấy ai mỉm cười, làn môi xinh tuyệt vời. Để rồi buồn ơi, ánh trăng soi còn đó, và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ. Khi yêu hồn như nở hoa xây mộng tuyệt vời, nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi, nói ra em ngại mặc theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hồn như nở hoa trông chờ hồi âm, đắng cay trong lòng chỉ thấy tiếc. Buồn nghe say dứt tim, nhìn xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ, pháo hồng nhuộm tiễn đưa. Lá thu chậm rơi từng lá nghe buồn buồn, tương bước ai tìm về, mở rộng vòng tay sầu dâng lên tim biết bao giờ cho khuây. Trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hồn như nở hoa trông chờ hồi âm, đắng cay trong lòng chỉ thấy thiếp hồng. Chiều tím không mấy đường cũ bước lần về, buồn nghe say dứt sẽ kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ, pháo hồng nhuộm tiết đưa. Lá thu chậm rơi từng lá nghe buồn buồn, tương bước ai tìm về, mở rộng vòng tay đón anh nhưng nào thấy. Sầu dâng lên tim biết bao giờ cho dâng lên tim biết bao giờ cho quên. Quý vị thấy Lệ Quyên hát trữ tình như thế nào ạ? Xin cảm ơn quý vị và chắc chắn Quang Lê sẽ ngày càng thành công hơn nữa và sẽ là một giọng ca được quý vị yêu thương thật nhiều. Chúc mừng Lê. Cảm ơn Quyên. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn. Vô đi hai người. Trời ơi, ra liền đi, ông Bình Minh ông đang thay đồ rỗng kìa. Từ từ, cái gì mà dữ vậy? Em phải canh lắm em mới ra em nói được. Phải, em phải nói cho chị biết, tại vì em thương chị em mới nói. Cái chuyện gì quan trọng vậy? Bình Minh chị thấy không? Đẹp trai không? Đâu không? Đẹp trai không? Cao không? Thấy ghê lắm. Chủ shop mặt nạ. Làm sao? Hai mặt thấy sợ luôn.
nói xấu chị không còn một lời nào nói chị ơi. Bình Minh nói xấu chị mà anh nói cái gì? Dạ thưa, nói thiệt bây giờ bao nhiêu người đã dưới đi làm chứng này, nói thiệt anh nói chị là thảm họa của sắc đẹp đó. Phẫu thuật thất bại, thấy không? Rồi phẫu thuật giữa chừng bị cúp điện là chị đó, ông nói vậy đó. Có cái bác sĩ không làm được cái gì nữa là ra chị đâu nói vậy đó. Chứ mà sao ông thấy dễ thương mà ông vậy? Thì bởi vậy em nói cái đàn ông mà kỳ vậy, bởi vì lần sau chị bút xe MC bỏ ông đi, đừng bút ông, bút em. Ờ bút em. Đó em, cái tiêu chí của em là vừa trẻ mà vừa rẻ là em. Mà nãy giờ chị chỉ thấy em hát thôi, em có biết về MC hay cái gì không mà em đòi làm MC? Trời ơi, vậy là không biết rồi Duyên ơi. Em đã yêu cầu chị cho em làm MC là em phải nghiên cứu nó dữ lắm. Em nghiên cứu mà từ công nguyên tới giờ đó chị. Em mới đúc cứu. Kết được giá. Rồi về em nghiên cứu em biết cái gì về MC em nói chị nghe thử coi. Vậy trước tiên em hỏi chị nha. Em hỏi chị chứ bây giờ chị làm MC được bao nhiêu lâu rồi? Cũng hơn 20 năm rồi đó. Vậy chứ chị hiểu như thế nào là MC? Là sao, cái từ MC hay là sao? Dạ đúng là cái từ MC nó nghĩa là sao? Thì MC là viết tắt, tiếng Anh là Master Ceremony. Cái khung chị nhìn nó hẹp lớn vậy thôi nè. Cái khung chị có nhiêu đây thôi. Rồi sao? Chị phải nhìn cho nó rộng ra. MC nó là cái gì? Là cái gì? Cái ý nghĩa lớn nhất của cái từ MC nó là cái gì? Một MC cần cái gì? Và ý nghĩa của từ MC nó là gì? MC nó là viết tắt của cái từ micro. That's it. Em đố thì không có cái micro mà chị làm MC được á. Cũng có lý, MC là micro rồi. Đã. Rồi rồi khi mà chị bước ra, vừa mở màn chị ra chị chào đầu đúng không? Ừ. Chị vừa tấn công ra là cái bản mặt chị ập vô khán giả nè. Đó, thì lúc đó MC nghĩa nó là gì? Là gì? Môi cười. Đúng không? Cái môi phải cười mà lấy cảm tình. Rồi, rồi, đó. Tiếp tục. Sau khi mình cười rồi, cái không lẽ mình cười hoài, ta tưởng mình điên chị đúng không? Đó, mình phải tiết chế lại, lúc đó mình tiết chế lại thì MC nó nghĩa là gì? Mắc cỡ. Đúng không? Rồi. Rồi sau khi mắc cỡ xong, e ấp xong, mình đứng thì đôi khi nó cũng phải có tai nạn nghề nghiệp chứ đúng không chị? Mình nói chuyện nhiều khi nó cũng bị vô duyên đúng không? Em đứng trước bên cạnh chị thì em đừng dùng chữ vô duyên, nó hơi đụng chạm. Rồi sau khi mình nói vô duyên, người ta sẽ không cho mình làm MC nữa. Tới lúc đó đi về thì MC nó nghĩa là đi mò cua. MC là mò cua chứ không phải mò... Cái gì? Cái gì hả Duyên? Trời cái gì hả Duyên? Sao? Duyên muốn mò cái gì trời ơi? Em biết Duyên muốn nói gì nha. Em biết Duyên không? Thôi Duyên ghê, ghê quá. Duyên định nói là mò cá phải không? Ôi ghê. Mò cua mò cá cũng vậy thôi. Đó thì sau khi mình đi móc cống, mình mò cua mình mò cá rồi để mình ngồi ở nhà, rồi bạn bè mình nó lên trên kia đúng không? Nó làm MC rồi ngồi ở nhà để mình nhìn, để mình thấy tuổi đúng không chị? Lúc đó MC ý nghĩa nó là cái gì? Mong chờ. Em thì mong chờ, chứ chị thì chỉ có mơ chồng thôi em ạ. Trời ơi, đừng nói chứ hai chị em mình cùng mơ, chứ em cũng ghiền lắm. Nhưng mà thôi bây giờ em thấy là đúng là tâm trạng chung của những cái người mà xa người yêu đó chị. Rồi cứ phải chờ đợi mãi, có lẽ đó cũng là cái tâm trạng trong nhạc phẩm này của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn, có tựa đề là Về đây em, qua tiếng hát của nữ ca sĩ Minh Tuyết. Lạnh lùng buốt xa nỗi cô đơn riêng mình ta, và mùa đông một trời trắng xóa cho tâm tư mong tháng ngày qua, đời còn nhiều nhung nhớ cho dù tình mình đã lỡ, vẫn mong trong bóng người quay về. Về đây anh tìm về quá khứ đã cho đôi ta mong mơ, về đây anh một trời như thơ sẽ cho ta những kỷ niệm xưa, tình còn nhiều tha thiết và đời một màu xanh biếc, chắc anh không nỡ lòng ra đi. Em yêu anh trong giấc mơ này, em yêu anh trong những một trời ân ái, mình hãy sống mong lại thời gian, ta bên nhau quên hết u
quá khứ đã cho đôi ta mong mơ. Về đi anh, một trời như thơ sẽ cho ta những kỷ niệm xưa. Tình còn nhiều tha thiết và đời một màu xanh biếc. Chắc anh không ngăn lòng ra đi. Một trời ân ái, mình hãy sống vô lại thời gian. Ta bên nhau quên hết u sầu, vui bên nhau cho hết đêm thơ. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Em yêu anh trong giấc mơ này, em yêu anh trong những cơn say. Một trời ân ái, mình hãy sống vô lại thời gian. Ta bên nhau quên hết u sầu, vui bên nhau cho hết đêm thơ. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Tình yêu sẽ mang ta đến. Gần bên nhau. Một lần nữa thưa quý vị, nữ ca sĩ Minh Tuyết. Minh Tuyết xin nghe cái cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị rất là nhiều. Thưa quý vị, là tại vì bây giờ là Minh Tuyết phải hát chung với Quang Lê. Nè, mà váy hát... của chị nè, bông cũng rớt mà váy cũng tung tuế luôn, em lượm cho chị nè. Quang Lê cầm cái đặt chị bẩn vô cái. Tại vì thưa quý vị chị... là bây giờ là đổi sang một bài tình ca với Quang Lê. Mà hát cái loại nhạc của Quang Lê thì chỉ có cái là phải rất là kín đáo thôi. Không được hở nhiều. Sửa soạn dạ, xong chưa? Dạ, em xong rồi chị. Chỉnh tề đoan trang đàng hoàng chưa? Dạ. Rồi bây giờ Duyên đi vào để cho hai người tiếp tục tự nhiên nhé. Dạ, em cảm ơn chị Duyên. Ngoại cứ vào, con đứng đây với Minh Tuyết. Cho phép Minh Tuyết gửi lời chào đến cho tất cả quý vị quan khách có mặt trong ngày hôm nay. Và xin chúc cho tất cả quý vị lúc nào cũng có sức khỏe dồi dào và lúc nào cũng làm ăn phát tài để có tiền mua vé đi coi show của Quang Lê ạ. À, vâng ạ, bài hát vừa rồi đó là bài hát Về Đây Anh của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn, Minh Tuyết vừa gửi đến quý vị. Và Quang Lê có nói với Minh Tuyết rằng là live show của Quang Lê thì Minh Tuyết phải hát với Quang Lê một bài song ca. Nhưng mà Minh Tuyết nghĩ mãi nó không biết là hát cái gì. Và cuối cùng là Quang Lê đã chọn một bài hát dành cho Minh Tuyết và Quang Rất Lê. Rất đúng ý nghĩa giữa tình chị em. Đó là Tuyết và Lê sẽ không bao giờ xa nhau. Và hôm nay Quang Lê cũng được biết là ngồi với hàng ghế khán giả có ba mẹ của Minh Tuyết. Dạ, con chào ba mẹ. Bây giờ thì Lê sẽ hát một bài cho Tuyết. Và bài này nói lên ý nghĩa và em hy vọng là nó giữ mãi vậy nha chị. Đừng Nói Xa Nhau của nhạc sĩ Châu Kỳ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức sau đây. Tròn mơ vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chưa. Mình đã đi chung trên con đường gian dở, mình đã xéo nêu qua trước bể mưa nguồn. Màu áo xưa em đang cho người nặng hành trang,
có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương. Đời hãy nói rằng yêu là chết ở trong lòng một ít. Vì mấy khi yêu mà chắc được người khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu, với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Cho người nặng hành trang có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương. Đời hãy nói rằng yêu là chết ở trong lòng một ít. Vì mấy khi yêu mà chắc thuyền ngược về đâu, với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu, với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu, với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Từ bây giờ tới giờ thì quý vị thấy Quang Lê hát nhạc quê hương rất là nhiều phải không? Bây giờ thì cho phép Quang Lê hát một bài nhạc trẻ được không quý vị? Vâng ạ, thì bây giờ Minh Tuyết sẽ Quang Lê mới hát nhạc quê hương là sở trường của nhạc của Quang Lê. Thì bây giờ cho phép Quang Lê với Minh Tuyết hát một bài nhạc trẻ sở trường của Minh Tuyết nhé. Nghĩa là khi mà Lê hát nhạc trữ tình, khi mà Tuyết hát nhạc trữ tình thì Tuyết nương tựa vào Lê. Mà bây giờ nếu phải hát nhạc trẻ thì Tuyết để Lê nương tựa Tuyết nhé. Được không ạ? Quang Lê rất là dẻo miệng quý vị ơi. Vâng, bài hát kế tiếp xin mời quý vị cùng thưởng thức một bài hát rất là có một cái tựa đề rất là dễ thương và có ý nghĩa. Bài hát được mang tên Yêu Mãi Ngàn Năm. Xin mời quý vị cùng thưởng thức sau đây. Xin cảm ơn quý vị. Sợ lắm tình chưa thấy
đã vội bay. Tình anh đó luôn nồng cháy, vẫn trong tim không nhạt phai. Người còn đây đừng buồn thêm, chỉ hỡi em. Giờ lắm cứ mong chờ tình hừng hờ, sợ lắm từng đêm tối ướt bờ mi. Tình anh đó luôn bình yên, vẫn trong tim không nhạt phai. Mặc thời gian anh vẫn yêu em mãi ngàn năm. Ngày mai chúng ta cùng sánh vai trên con đường dài, mình dìu nhau qua bao đường đời gian khó, có anh và em. Rồi đâu sẽ qua cho chúng ta thôi trong lạnh xa, tình đôi ta nguyện sẽ mãi không bao giờ phai. Nhiều lúc trời đang nắng mong đổ mưa, dù ngày nắng hay ngày mưa vẫn yêu em như ngày xưa. Dòng đời trôi anh vẫn yêu em mãi mà thôi. Vũ đoàn ABC một tràng pháo tay từng lớn được không ạ? Có thể vỗ tay lên cho nó vui được không ạ? Đời có khi thăng trầm, khi cuồng phong. Nhiều lúc trời đang nắng bóng đổ mưa, dù ngày nắng hay ngày mưa vẫn yêu em như ngày xưa. Dòng đời trôi anh vẫn yêu em mãi mà thôi. Ngày mai chương trình chúng tôi đến đây đã kết thúc.
xin thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn thứ nhất là Quang Lê, có vài người Quang Lê muốn cảm ơn không? Quang Lê xin trân trọng cảm ơn rất nhiều đến quý khán giả đã đến ngày hôm nay. Xin cảm ơn những người nâng đỡ Quang Lê từ ban đầu vào với nghiệp ca hát, đó là anh Thi, chị Thủy, bác Tô Vân Lai, cùng những người đã luôn luôn giúp đỡ Quang Lê để cho Quang Lê đạt được ước mơ ca hát ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành tình cảm ủng hộ cho ca sĩ Quang Lê. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn Quang Lê rất nhiều và xin được thay mặt cho tất cả những anh chị em thực hiện chương trình. Cảm ơn các anh chị em nghệ sĩ đã tham gia cùng với chúng tôi. Và xin mời tất cả mọi người sẽ cùng ra sân khấu để chào tạm biệt quý vị khán giả. Xin cảm ơn nhà designer Cao Vinh Hiệp đã lo chương trình cho áo quần. Dạ xin cảm ơn. Và một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn toàn thể quý vị khán giả đã đến đây với live show Quang Lê hát trên quê hương. Cảm ơn và xin chúc quý vị một đêm ngon giấc. Good night everyone. Oh.